Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 19 câu 41 đến câu 44. Khi ấy Chúa Giêsu đến gần Jerusalem. Và trong thấy thành thì khóc thương mà nói: "Phải chia ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất mắt ngươi không thấy được." Thật vậy, sẽ tới ngày quân thù đắp lũy xung quanh bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đẹp bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa đến viếng thăm. Kinh thưa Cộng đoàn Trong cuộc sống đôi khi chúng ta thấy những dòng lệ lăn tràn trên má. Những dòng lệ ấy tuôn ra bởi nhiều lý do. Có khi họ tuôn ra những dòng lệ ấy vì buồn thương, vì khóc tình yêu của mình bị từ chối. Khóc vì tiếc nuối một điều tốt đẹp bị hủy hoại và chúng ta thấy thường trong cuộc sống đàn bà con gái dễ rơi lệ hơn người đàn ông. Thế nhưng rồi chúng ta thấy một người đàn ông khóc là một chuyện không bình thường. Và ngày hôm nay trong tin mừng chúng ta cảm thấy ngạc nhiên, chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng khi Chúa Giêsu khóc. Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể của Thiên Chúa đã đến trong trần gian, đã cảm nhận nỗi đau của phần người, giọt nước mắt của Ngài cho chúng ta thấy Ngài cũng có một con tim như bao nhiêu người khác. Chúa Giêsu khóc khi đến gần đền thờ và trông thấy thành phố Jerusalem. Trong thành Jerusalem có ngôi đền thờ lộng lẫy và đền thờ ấy là đền thờ thứ hai được xây sau khi lưu đầy trở về Babylon. Đền thờ thứ nhất do Salomon xây đã bị quân Babylon phá hủy. Vua Herod cả trùng tu và nới rộng đền thờ thứ hai này. Công việc sửa sang kéo dài 20 năm trước công nguyên, đến năm 64 sau công nguyên mới hoàn tất. Vào thời gian này, người Do Thái nổi dậy chống lại quân Roma. Vào lễ vượt qua năm 70, thành phố ấy bị vây hãm, đền thờ bị thiêu hủy sau 84 năm tu sửa và chúng ta thấy đối với Chúa Giêsu đây là bi kịch lớn mà Chúa Giêsu đã linh cảm với nỗi đau. Tin mừng ngày hôm nay kể lại đó là sau biến cố Chúa Giêsu lên Jerusalem lần cuối và Chúa Giêsu biết đây là lần cuối cùng giữa bầu khí của tung hô của dân chúng và Chúa Giêsu lại rơi vào nỗi đau buồn xót xa vì Ngài chính là vị ngôn sứ của Thiên Chúa gửi đến và đã bị giết ngay trong thành này như mọi người Do Thái khác. Chúa Giêsu quý mến đền thờ bởi vì thành phố Jerusalem là thủ đô của đất nước, đền thờ chính là nơi mà mỗi năm Chúa lên đó dự các lễ lớn đôi ba lần và đây cũng là nhà cha của Ngài, nhà cầu nguyện. Nhưng Ngài thấy được rằng mọi điều tốt đẹp sẽ có ngày tan vỡ, không có hòn đá nào trên hòn đá nào. Thiên Chúa đã đến thăm dân Israel, Thiên Chúa đã đến thăm dân Ngài, ngang qua Chúa Giêsu. Ngài đến để mang ơn cứu độ, Ngài đến để mang ơn bình an cho con người. Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn đến với nhân loại. Ngài gửi con của Ngài đến với chúng ta, đến ban bình an cho chúng ta, ngang qua thánh lễ, ngang qua bí tích, ngang qua sự hiện diện trong nhà tạm, để rồi Ngài đến và muốn ở lại với con người. Tiếc thay rằng con người ngày hôm nay đã khép lòng lại để đón nhận sự hiện diện của ngôi hai Thiên Chúa như tin mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 11. Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng đón nhận. Ngày hôm nay, chúng ta thấy những đất nước gọi là cái nôi của tôn giáo đang có khuynh hướng loại trừ Thiên Chúa. Nhiều nước phương Tây phải bán nhà thờ, bán tu viện, và rồi họ nhân danh tôn giáo để loại trừ tôn giáo ra đời sống của họ chúng ta thấy cuộc đời của con người ngày hôm nay, ngày hôm nay đó, chúng ta thấy con người đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Và Chúa Giêsu biết điều đó, Chúa Giêsu đã khóc thương, khóc thương thành Jerusalem. Giê Chúa Giêsu tiếc cho họ bởi vì họ không nhận ra ngày giờ Thiên Chúa đến với con người, Thiên Chúa ở giữa con người. Thiên Chúa khóc thương họ vì người thấy án phạt mà thiên chúa sẽ giáng trên thành này trên cả dân tộc Do Thái chai lì, khô khan, cứng đầu, cứng cổ. Và chúng ta thấy lời Chúa sau này hoàn toàn ứng nghiệp. Lịch sử cho thấy sau khi Chúa về trời năm 66, người Do Thái muốn độc lập đã nổi lên chống đối đế quốc La Mã. Chính quyền La Mã đã phái quân đội do ông Vespasian Siano rồi đến ông Tito cầm đầu sang dẹp. Lính La Mã đã khoét lỗ đào hào bao vây quanh thành. Năm 70, kinh thành bị phá, đền thờ bị đốt ra cho. Số người chết không thể đếm được. Người sống sót đều bị La Mã đưa đi lưu đày ở hoải ngoại. Ngày nay, còn một số khải hoàng môn sừng sững ở công trường La Mã nhắc nhớ trận đại thắng của Tito tiêu diệt người Do Thái. Đồng thời, Đức Thánh còn một nhà nguyện gọi là nhà nguyện Chúa khóc. Ngày hôm nay, chúng ta thấy con người vẫn tìm đủ mọi cách để loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Thiên Chúa là hoàng tử bình an, Thiên Chúa đem bình an đến cho nhân loại, nhưng ngày hôm nay con người vẫn khước từ, vẫn coi như là không có cần sự hiện diện của Chúa và chính cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy. Lòng của chúng ta đôi khi chúng ta bị chai đá. Chúa Giêsu nói phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại sự bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất mắt các ngươi không thấy được. Chúa thương chúng ta. Chúa thương bởi vì Chúa thấy con người ta thờ ơ lãnh đạm trước sứ điệp của lời Chúa một bằng chứng cho thấy con người xa lìa ơn cứu độ, sứ điệp của lời Chúa đem lại, họ đã không đón nhận. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông, như tin mừng Luca chương 17 câu 21 nói. Con người ngày hôm nay chỉ thấy sự việc trước mắt như cơm áo gạo tiền là những vật chất nhìn thấy nắm trong tay. Còn về đức tin thì thiếu lòng tin tưởng, nên không nhận ra Chúa đang hiện hữu lời chúa rao giảng về đời sống vĩnh cửu phúc thay ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ họ đã không mở lòng ra để đón nhận lời khuyên ấy dân do thái vinh hạnh được đón nhận chúa đến viếng thăm nhưng họ đã không nhận ra sự quý hiếm này và mỗi người chúng ta cũng vậy chúng ta có nhận ra sự hiện diện của chúa trong cuộc đời của chúng ta hay không chúa nói tiên tri với dân do thái về việc tương lai thành Jerusalem vì ngươi không nhận biết thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm. Thời lời tiên báo của Chúa Giêsu cũng là lời cảnh tỉnh cho chúng ta biết và đón nhận lời Chúa. Ngày hôm nay đang là thời đại của Thiên Chúa viếng thăm chúng ta và mời gọi chúng ta bước theo Ngài qua lời giáo huấn của các mục tử tại các giáo xứ ngày mỗi ngày vẫn luôn nhắc chúng ta sám hối, luôn nhắc chúng ta biến cải cuộc đời của mình để chúng ta có một cuộc sống bình an, hạnh phúc không chỉ những ở đời này mà còn cả đời sau nữa. Chúa Giêsu mong đợi mỗi người chúng ta trở thành một đền thờ đơn sơ giản dị nhưng là đền thờ đầy lời Chúa, đầy tình yêu thương với niềm tin tưởng và phó thác. Chúng ta thấy đáng tiếc thay ngày hôm nay người ta chạy theo vật chất người ta chạy theo cơm áo gạo tiền để rồi người ta không nhận ra sự hiện diện của chúa nữa và chúng ta thấy không còn hòn đá nào trên hòn đá nào đó là một thực tại của cuộc đời thực tại của cuộc sống rằng tất cả mọi sự đều qua đi hết chỉ có một mình thiên chúa mới là đấng bền vững đứng vĩnh cửu, một thiên chúa mới là Chúa cuộc đời của chúng ta thôi. Nhưng tiếc thay, con người ngày hôm nay lãnh đạm, chai lì trước những đau khổ của người khác, lãnh đạm trước sự hiện diện của Chúa. Chúng ta hãy nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu đẫm lệ để chúng ta nhận ra Chúa Giêsu khóc thương nhân loại, trong đó Chúa cũng khóc thương chúng ta xin cho chúng ta nhìn thấy những dòng nước mắt, những dòng lệ của Chúa để chúng ta sám hối, chúng ta hoán cải cuộc đời của mình và chúng ta ý thức rằng Chúa đã đến ở giữa trần gian nhưng cái sự bình an mà của Chúa đến đó, mang đến đó chúng ta có cảm nhận và chúng ta có sống cái sự cảm nhận ấy trong cuộc đời của chúng ta hay không hay chúng ta lại khước từ cái sự hiện diện của chúa xin chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để rồi như chúa nhắc phải chi các ngươi nhận ra sự bình an ở giữa các ngươi chúa mang bình an đến cho chúng ta rồi nhưng chuyện quan trọng chúng ta có mở lòng ra để đón nhận hay không xin chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta luôn luôn mở lòng đón nhận chúa vào trong cuộc đời để chúng ta có sự bình an của chúa ở trong cuộc đời của chúng ta